Lấy cái vỏ trái thơm mà làm nước có ga. Hồi đó giờ mấy chị thấy cái vụ này chưa? Em thì mới thử lần đầu hà. Thằng cháu nó coi ở trên mạng đó rần rần luôn. Nó kêu Út làm thử cái này đi, con thấy người ta làm uống ngon lắm đó. Mới đầu nghe ổng nói em tưởng đâu ổng coi mấy cái video trôi trôi mà người ta làm xạo xạo đó. Kiểu giống như mấy cái video mà lấy cái dây sạc điện thoại cắm vô cái củ khoai tây, cái sạc được pin đó, không biết ai có làm chưa, chứ em là có làm rồi đó nha. Bởi vậy cho nên ổng kêu em thấy cũng nghi ngờ lắm. Mà nó ôi ba cái quỷ đó mà làm được ít gì con ơi. Cho đến khi em thấy chị cô bồ hòm bà làm được mấy chị ơi. Bởi vậy bữa nay em làm thử coi sao nha. Ông cháu ông thấy em làm ông mừng quắn quéo luôn. Ông chạy ra chạy vô ông hỏi chứ uống được chút, uống được chưa? Được rồi mà được. Cái món này tới nửa tháng luôn con ơi. Tắp vô cái dừa thơm người ta mấy chị, lựa thiếu điều mà muốn bung bét cái dừa thơm người ta luôn hà, mà lựa ngay cái trái thúi đem về. Thiệt chứ nhiều khi chán không muốn nấu về, mốt bớt bớt lựa lại lấy cái phần vỏ luôn. Cho nên mấy chị nhớ là phải rửa cho thiệt sạch nha, lấy bằng chải rồi mình chà như em vậy đó. Cái bằng chải đó của em mới chà chân thôi hà, cho nên sạch bóng mấy bà yên tâm. Nó giỡn chơi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô hũ xong mấy chị kiếm cho em cái thanh quế nha, ai chỉ sao làm vậy thôi chứ cũng không biết. Rồi thêm cái hoa hồi, nước lọc mình cho vô, nhớ nước lọc nha, không cần đun sôi để nguội gì hết nghe mấy chị, nước lọc. Rồi thêm đường thì cái lượng đường em trút đại nghe theo con tim thôi chứ em cũng có canh liều lượng gì hết trơn. Rồi đậy nắp lại, mình sẽ ủ khoảng 2 ngày nha. Cái phần thịt thơm thì bây giờ em sẽ cắt nhỏ ra, mấy bà chấm muối ăn luôn cũng được, kiểu đó nó lẹ đi mấy chị ơi. Đừng có bài, còn nếu mà lỡ bài rồi thì bời tới bến luôn. Ăn riết nhiều khi cũng ê răng mấy chị, bởi vậy em ép để dành mình uống. Nhiều bà chơi cái máy ép này níu yếu, trời ơi em thấy cái máy này ép nước ngon phết mấy chị ơi. Mấy bà ép trái cây thôi, tại vì cái dòng này là dòng mini, còn mấy bà khoái mấy cái nào mà ép cứng ngon hơn thì lựa cái dòng bự á mà mua. Cái gì nó cũng có hai mặt hết mấy chị ơi. Cái này thì nó mini, nó nhỏ gọn, trời đất ơi nó gọn dữ lắm luôn. Nó nhỏ còn hơn cái mặt em nữa. Mấy bà lắp có 3 giây là xong, mà đỡ rửa, em khoái cái chỗ là nó đỡ rửa dữ lắm. Mà nó gọn với tiện, đi đâu xách theo cũng được hết trơn. Em nói thiệt chứ cái máy lớn là em có đó, mà xài là em toàn lấy nó ra em xài à, đỡ chữa. Đây, con trai em nó còn mê hơn em nữa, tại vì nhỏ nhỏ gọn gọn á cho nên hắn ta ép được, hắn mê dữ lắm mấy chị ơi. Rồi hiểu luôn, ép dưa hấu uống tối ngày tối buổi mấy bà ơi. Rồi thôi được, cái mình ép ở nhà uống đỡ tốn hơn, chứ lên tiệm thì một ly nước ép cũng 20-25 rồi. Này dòng máy mini cho nên cái ống bỏ trái cây vô nó cũng nhỏ, bởi vậy là mấy bà phải cắt trái cây nhỏ ra nghe. Còn cái máy nhỏ nhỏ gọn gọn để dành ép trái cây rau củ đồ uống cũng có lý lắm mấy chị. Đừng có mà nhanh tay lẹ cẳng đem mà đổ bỏ cái bã thơm của em nha. Thêm một xíu nước ép thơm với thêm đường vô, rồi mấy chị sên lên cho em là mình sẽ có ngay cái mứt thơm để dành ăn với bánh mì hay là làm nhân bánh gì cũng rất là ngon. Cái mứt này sên nhanh lắm, lúc đầu mấy chị dặn lửa lớn lại đi, thấy mà cạn nước rồi thì dặn lửa nhỏ, xong cái mình sên cho nó sệt rồi để cho nó thiệt nguội nha. Bây giờ để em làm cái phần vỏ bánh này. Lấy cái chén hót vô cho em 140ml sữa tươi, có đường không đường gì cũng được tuốt. Rồi mình thêm vô cho em 2 muỗng canh đường, rồi cái thêm vô 4g men nở nha, nhắm nhắm đại đi. Mình ủ khoảng 15 phút á là cái phần men nó sẽ bồng lên như vậy. Mình sẽ cho vô bột mì nha. Bột mì này em dùng là bột mì đa dụng đó. Cái này là em dùng khoảng 250g bột mì đó. Rồi mấy bà lấy cái muỗng mấy bà khuấy đều cho cái phần nước nó hút hết vô cái phần bột mì. Rồi mới thọt cái tay vô mấy bà nhồi cho em nha. Nhồi đến khi nào mà cái tay không còn dính bột nữa thì mấy chị dục cho em khoảng 20g bơ. Có bơ lạc cũng được, mà không có chơi bơ mặn cũng không sao. Lúc đầu nó hơi chèm bẹp vậy đó mấy chị, chứ một hồi mà cái bột nó thấm được cái bơ rồi á thì cái bột của mình nó mềm, nó ngon dữ lắm. Thiệt chứ cái đoạn này muốn ngồi nhồi hoài luôn á mấy chị. Cỡ như vậy được rồi, em sẽ đậy nắp lại ủ đâu đó khoảng 30 phút cho cái phần bột nó nở lên như vậy là được rồi đó. Mấy bà lôi đầu nó ra, rồi mấy bà nhồi cho em thêm đâu đó 3-4 cái nữa nha. Xong rồi thì mình sẽ chia bột. Cái bánh này em làm là giống như bánh mì ngọt á, mà không cần lò nướng luôn. Ê, cái tay đó đeo 4 chiếc nhẫn thiệt, nhưng mà tay đó không có trộn bột nghe mấy chị. Em cố tình đẩy qua cái tay bên trái để mà tay bên phải trộn bột đó nghe. Thế nào cũng sẽ có nhiều bà bắt bẻ là làm bánh mà đeo nhẫn, biết sao không, gỡ ra một hồi quên luôn. Bị mấy lần rồi, trời đất ơi, tối nằm ngủ mới chực nhớ không biết chiếc nhẫn của mình bây giờ nằm ở đâu. Cái bánh này hồi năm kia em có làm rần rồi mấy chị, dễ mà ngon nha. Cái phần vỏ bánh mấy chị thích dày hay mỏng là tùy theo mấy bà cán á, rồi mấy bà cho cái nhân dứa vô, sau đó mấy bà cuộn lại như vậy. Ai mà hoa tai hoa bọng đồ dữ hơn á thì mình làm cái kiểu khác nha. Còn em mà cỡ đó em thấy em dữ rồi. Một đầu mấy chị rạch rạch như vậy á thì một hồi cái bánh của mình xếp lại cũng đẹp. Ngoài cái nhân dứa ra thì mình có thể làm thêm cái nhân chà bông với mayonnaise. Cái nhân này hồi đó em có làm ăn một lần rồi cũng ngon lắm mấy chị. Nhưng mà nó sẽ hơi ngán hơn cái nhân dứa, tại vì cái nhân dứa nó chua chua nên đỡ ngán. Có sẵn phô mai nên em làm thêm mấy cái là nhân phô mai nha. Cái này thì mình chiên ngập dầu là tốt hơn, mà nhà kẹt cái sắp hết dầu rồi cho nên có nhiêu trút hết. Rồi mấy bà vặn lửa nhỏ thôi chứ nếu không nó mau bao công dữ lắm. Đó, vàng vàng cỡ như vậy là được rồi mấy chị. Trời ơi, thấy cũng tới bến chứ bộ phải không? Để bẻ ra cho mấy chị coi nè. Trời ơi, cái hồi này làm xong đói quá ăn luôn mà quên quay mấy chị ơi. Nói chung là bánh ngon. Bác em toàn nói là em mua không đó mấy chị, thấy ghê không? Cái nhân phô mai mấy bà thấy nó vậy thôi chứ ăn hơi ngán nha. Em vẫn recommend cho mấy bà là cái nhân dứa là ngon nhất. Hai cái hũ vỏ thơm của em sau khi ngâm 2 ngày á thì bây giờ mình sẽ vớt ra. Hửi hửi là thấy nó lên men rồi đó mấy chị. Kiếm cái rây có cái lủng lỗ nha em vậy nghe, rồi mình sẽ lọc ra. Lọc xong cái này á thì mấy chị nên lọc lại một lần nữa với cái khăn để cho đảm bảo là nó sẽ trong nhất có thể.
Xong rồi thì kiếm cái chai nào phải có cái nút như vậy nè, kiếm đâu nữa mua đó mấy chị ơi, chị kiếm ở đâu. Rồi mấy bà đổ vô nha. Xong bây giờ á thì mình sẽ ủ thêm 10 ngày nữa thì mới uống được. Thì mọi người chỉ sao em làm y chang vậy đó. 10 ngày sau. Đi. Bước đầu là thấy khả quan rồi mấy chị nha. Trời đất ơi, nó lên ga rất là mạnh luôn. Cháu em là nó nói thành công rồi ơi, thành công rồi. Rồi có lý quá con ơi, để úp thêm đá vô uống thử coi sao nha. Sẵn bữa nay cái chòi của em có thêm hai vị khách nữa mọi người. Để đảm bảo cái sự công tâm thì em sẽ cho từng người thử rồi nêu cảm nhận nha. Bạn gái tôi cho cái ly đẹp nè. Cảm ơn. Nào, uống thử coi coi sao nghe coi. Tôi là chưa uống đó. À, vậy là thử độc quá hả? Chà, không chưa không ngon hả? Đau thử coi. Nó lạ lắm. Hay là thiếu đường? Nó lạ cái gì á. Nó đặc biệt. Thiếu miếng đường. Nó thiếu đường. Chua. Nó vẫn chua, nó có ga. Đúng rồi. Nó thiếu đường, nó thiếu đường. Ngày thêm miếng đường nữa thì nó sẽ ngon hơn. Nghĩ sao? Không ngon cũng không dở. Không ngon cũng không dở. Nghĩ sao? Thì nó rất là nhiều ga mà nó hơi lẹt lẹt. Lạc lạc phong này phải thêm đường rồi, cuối cùng là ai cũng phải thêm đường phải không? Quá trời, khách bữa nay toàn bị bác sĩ bó tay không hả? Cái ly này thì em sẽ thêm đường rồi thêm đá để uống thử coi nó khác không nha. Rồi, cái này là có thêm đường nha. Uống thử đi biết hả? Thì cái này ngon hơn nè, có đường luôn, nó đỡ lạc hơn. Cái này phải chua. Mà chua. Thử coi nhỉ. Chua dữ không? Thì cái vị chua như vậy đó nhưng mà có đường vô nó đỡ. Con uống đi. Cho hai muỗng đường. Sao vậy? Cũng lắc đầu hả? Bữa trước coi tưởng ngon lắm. Ủa không, nó coi nó kêu làm đó. Nó kêu tôi làm cái món này nè. Nó hâm hồ đi lắm. 10 ngày là mới thành được cái này nè.